Vâng, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em xin làm cái video tiếp theo để chia sẻ anh em một cái điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta thuần được con họa mi. Đó là cái cách cầm lồng nhà sao cho họa mi là không bị hoảng sợ và nó nhanh thuần với chủ, và nó nhanh quen chủ hơn. Thì anh em biết là họa mi thì là một giống chim cực kỳ là khó chơi này, bởi vì cái độ nhát của nó rất là lớn, rất là khó thuần. Để con chim được ổn định ấy, để hót ổn định, lửa ổn định ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải để chim được thuần, và chim thuần càng nhanh càng tốt thì chim nó càng giữ được nửa bền đó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà để sách lồng chim làm sao mà cho chim không bị hoảng sợ và chim sẽ nhanh thuần nhất. Với chim thuần ấy thì tôi đã không nói gì, nhưng mà hôm nay em nói anh em là về chim mộc nhé anh nhé, hoặc mộc dở đó. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn anh em luôn cách cầm lồng chim. Thì anh em biết là chim họa mi thì là chim mộc tinh ấy, thì không bao giờ thể thiếu áo lồng được đúng không ạ? Nó không như là chim những chim khác, như là trào mào thì có thể là không, nó sẽ độ thuần nó nhanh hơn, mà cái độ nhát, độ sợ người ấy, nó không lớn, không dữ như là họa mi đó. Còn họa mi thì cực kỳ là nhát người rồi đó. Nhất là con chim mộc mà già rừng vẫy về thì nó đây còn rất là khó, nó rất là sợ người luôn ấy. Thì cái áo lồng là cái gần như cái vật dụng không thể thiếu được để chúng ta thuần họa mi đó. Thì đây là một con mi mộc của em anh nhé, anh em theo dõi này. Thì thường thường là anh em khi cất chim đúng không ạ, anh em hay để cho ai đúng không ạ đó. Thì khi anh em bắt đầu chuẩn bị sách lồng chim đó, thì anh em luôn luôn nhé, chuẩn bị sách lồng chim anh em quen, anh em biết anh quen gọi miệng đi, gọi mồm đi, anh em sẽ gọi là hoặc là tặc, anh em tặc đấy đấy. Thì tức là nó cũng như con gà đó, anh em nuôi con gà nhà để nó theo người nhà, nuôi con chim như vậy, anh em áp dụng như vậy. Thì nhưng mà con chim thì anh em phải có kỹ thuật cao hơn một chút, tức là anh em phải nhẹ nhàng đó, kết hợp với những cái hành động làm sao mà thật sự là để con chim nó cảm thấy nó yên tâm với chủ nhân đó. Thì cứ mỗi lần anh em bắt đầu chuẩn bị vào để xách chim thì anh em hãy phập phập mồm này để con chim nó biết là à đây, chủ mình vào đây, mình chuẩn bị được xách ra ngoài chỗ thoáng để treo để hót rồi đó. Và lâu dần thì nó thành phản xạ, nó quen thôi, tức là mỗi lần mình phập phập miệng cái nó biết ngay là chủ đến để treo ra ngoài cho nó hót, nó rất là thoải mái, rất là sướng đó. Và một cái việc tiếp theo anh em nên làm nữa là anh em kết hợp là khi chúng ta bập mồm trước khi đến xách chim đồng chim mồm ấy, chúng ta bập mồm rồi ấy đúng không ạ, thì anh em nên cho chim ăn một miếng mồi tươi nữa và đút một miếng mồi tươi ở đây đó. Bất kể một mồi tươi gì anh em ạ, con sâu, con dế hay con cào cào, và chúng ta chỉ cho ăn một miếng nhé. Thì cái việc này là việc điểm gì ạ, nó như con gà ấy, anh em mỗi cần cho ăn chúng ta sẽ gọi tích 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 con gà ạ, thì gà sẽ tự nhiên nó chạy về chúng ta thôi, và lâu dần con gà còn theo. Mỗi khi gà hay con ngan con vịt anh em thấy nó đói, anh em ra ngoài đi ra ngoài, nó còn thậm chí anh em chưa gọi nó nhìn thấy người ra nó đã theo rồi, nó còn sám vào chân anh em mình luôn. Kể những con gà đầu tiên nó rất là nhát rồi anh em nhé, nhưng anh em cứ thuần như vậy, mỗi lần cho ăn chúng ta gọi tự nó động nó về và dần dần nó sẽ theo người. Thì con chim anh em cũng áp dụng vậy, nhưng mà cái việc áp dụng của chim thì nó sẽ lâu quá thời gian hơn, nó không nhanh như gà được, bởi vì chim nó là động vật bản chất nó hoang dã thiên nhiên hơn con gà rồi đó. Và nó sống cái tuổi rừng nó sẽ lâu hơn là những động vật khác đúng không ạ, nên là khó thuần phải khó hơn, thì một thời gian dài nó sẽ thành thói quen mà nó biết là chủ nhân đến và cho nó ăn chứ không làm hại gì nó cả, nó rất là cái rất là an toàn yên tâm. Và bắt đầu chúng ta cho mồi tiêu xong rồi chúng ta sẽ xách lồng đó. Và khi xách lồng anh em nhé, xách lồng anh em phải mở lồng ra, anh em không lên đóng lồng này, mở lồng ra để con chim nó nhìn thấy chúng ta đó, nó biết chủ nhân đó. Chứ không anh em cuốn nó lồng vào thì nó không biết ai đang xách nó cả, bởi vì anh em có cho ăn mồi tươi xong nó không biết ai cả cho ăn cả, bắt buộc phải cho chim nhìn chúng ta để cho chim biết là chúng ta đang cho nó ăn đó. Đây, và anh em mở lồng thì anh em không nên mở tung nhé, vì chim mộc anh em không được. Nhớ anh em là nhớ cái mắc sai lầm đấy nhở, là xách lồng chim một cái là mở tung hết lên, thì dẫn tình trạng là chim nó bị hoảng loạn, nó một con chim mộc thì nó kiểu gì em khẳng định anh em là anh em mở lồng tung ra nó sẽ nhảy, nó sẽ phi vỡ mặt luôn ạ, phi toét mặt chảy máu luôn. Thì cái hành động mà anh em khiến con chim mỗi lần người đến mà nó đâm vỡ mặt như vậy, cái hành động như vậy cực kỳ là tệ hại đối với con chim. Nó sẽ làm sao, thứ nhất nó làm con chim hại về sức khỏe,
nó cũng sẽ làm con chim suy kiệt về thể lực, và con chim nó luôn luôn tình trạng là cứ thấy chủ đấy là nó nhảy, và lâu dần thành thói quen nhảy như vậy là rất là khó thuần đó. Và anh em phải làm sao thuần nó ngay từ lúc mộc, và cho nó ít nhảy ngay từ lúc mộc, nó sẽ cứ thế nó theo mình và nó sẽ thuần rất là nhanh đó. Thì anh em để ý này, và chúng ta sẽ mở lồng ra nhảy, và chúng ta sẽ không mở hết nhé, và không mở cả hai cánh áo lồng nhảy, chỉ mở một cánh thôi đó. Anh em sẽ mở nhảy đó, xong như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục sẽ em nhớ là không mở hết nhé đó. Anh em mở đây, mở nhảy, và chúng ta sẽ pập liên tục biết để cho nó gọi, cho nó biết mình là chủ nó đó, cho quen, nó nghe tiếng mình quen đi. Và khi xách lồng ấy thì anh em thấy là những xung quanh này, vùng xung quanh này này là kín hết đúng không ạ, và cái vùng hở này thì anh em nên áp sách sát vào lồng, vào ngực mình nhảy. Nó mục đích là để cho con chim nó cảm yên tâm, chỗ này nó cũng kín rồi và không bị hoảng loạn, nó không nhảy nữa đó. Chúng ta sẽ sách áp vào lồng này và đi ra một chỗ nào chúng ta sẽ treo lên để cho nó hót đó. Đây này, em nhìn đây đó, và chúng ta sẽ treo lên đó. Thì anh em làm nhảy thì khiến chim cảm rất là an toàn, lúc nào nó cũng cảm thấy là nó thư thái thoải mái, vì được đối xử gọi là huề loa, anh em đối xử nó một cách trân trọng nó đi, nhẹ nhàng nó đi, thì nó sẽ không bao giờ bị hoảng loạn hay không bao giờ sợ chủ nhân cả. Và anh em cứ duy trì như này, đút cho ăn, gọi cứ mỗi lần đến cho ăn lại gọi mồm bập miệng và đút cho một miếng, và không bao giờ cho ăn nhiều. Thuần chim mộc là không bao giờ cho ăn chán, phải cho thèm ăn thì nó mới nhớ đến chủ, và cứ lần cho đến ăn nó lại nghĩ là đây là chủ nhân. Và anh em cứ duy trì một thời gian dài thôi là con chim sẽ thuần rất là nhanh. Và lúc nào anh em cất chim đi thì chúng ta lại áp sát vào lồng chim này, và từ từ lúc nào chúng ta sẽ gọi và gọi liên tục anh em nhé, và từ từ vén nó lồng xuống và kéo khóa để hở chữ A nhảy đó, và chúng ta sẽ cất chim đi. Như vậy là một cái công việc mà anh em thấy là tưởng là đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta là cái sự nhẹ nhàng và cái sự ân cần với con chim. Chúng ta hãy trân trọng và yêu quý con chim như chính bản thân chúng ta, thì con chim nó sẽ đáp trả chúng ta rất là xứng đáng anh em nhé. Video này em muốn làm để hướng dẫn anh em cái cách mà làm sao mà cầm chim, xách lồng chim để cho chim không bị hoảng loạn, không bị vỡ mặt. Còn cái chuyện mà chim bị xước mặt này là chim bọc tinh ấy, thì không thể nào tránh khỏi anh em ạ. Cái đấy là việc là gần như là không thể nào tránh khỏi được. Thì qua video này thì cũng muốn gửi đến anh em những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để làm sao mà chúng ta thuần chim được một cách hiệu quả nhất và nuôi chim an toàn nhất đó, để cho chim chúng ta có thể là thể hiện được cái bản năng, bản lĩnh của nó sớm nhất, cho anh em có thể thưởng thức được chú chim của mình. Và chúc anh em sẽ thành công. Xin chào anh em.